ba đã cứu tụi con sao ba? Thật ra lúc thằng Vinh nó nói sẽ lập công ty, ba không yên tâm, đợi nó sẽ phá cái gì nữa, nên ba cho người theo dõi nó. Thì người của ba phát hiện nó có hẹn gặp một thằng giang hồ để bàn chuyện gì đó. Lúc đầu ba không nghĩ nó bày ra kế hoạch bắt cóc con đâu, nhưng thấy thái độ của nó khi con bị bắt thì ba khẳng định nó có vấn đề. Nó làm gì mà lo cho con như vậy? Nhưng dù gì nó cũng là con của ba. Ba không muốn báo công an làm lớn chuyện nên cho người bám theo nó. Lúc tụi giang hồ rút đi thì người của ba đã vô cứu kịp mấy đứa ra. Anh bám theo thằng Vinh, nhưng mà giữa đường thì xe của anh bị hư, cho nên cũng may là đã có người của chú đến kịp lúc đó. Con là Dương đúng không? Bác cũng mong gặp con lâu lắm rồi. Bác nghe con Nguyệt nói tụi nó bắt lầm, tưởng con là con Nguyệt. Dạ. Ủa, bộ ba đứa có chuyện gì sao? Tôi im lặng vậy. Ba, thật ra là dạ, không có gì đâu bác. Có những chuyện xảy ra không cách nào trở lại được, bác cũng đừng nên buồn phiền nữa. Bác cũng đang có bệnh mà. Lúc này sức khỏe của bác có tốt không? Bác vẫn khỏe. Thằng Vinh nó có sao không ba? Bác không quan tâm tới nó. Bác, con nói với nó đi ra khỏi nhà, đừng bao giờ gặp mặt chú nữa. Chú không có đứa con mất dạy. Ba, chú à. Ba, ba đừng giận nữa, ảnh hưởng tới sức khỏe. Mọi người cũng đã không sao rồi mà ba. Ba, ba về nghỉ nha. Ba về nghỉ đi ba. Bác về nghe con. Dạ. Yeah.